Bà sư đấy bà vốn thưa này chúc cho mùi nhóm tiết hỏi bì channel tăng kì bà riêng cắt giọng. Hãy thưa này bà nhóm miền bì thâu thông máy mà nằm bày cháy rầm lê bọn bì sót bần tích một tuổi bà từ đó bà vốn là quạt trọng trẻ châm niên cắt giọng bà. Hãy thưa này. Ngày này nhóm nâng lực giữa bà một sọt phòng bà bà nằm bày bà hai cháy chú bà bà vốn bà. Hãy một sọt long song thông bà này cứ vì ở bị bà cắt bà màn thế bà cứ sống khán cứ dương cắt sọc bà cắt sọc ở xma bà cứ xma vì miền sợi bị bà sợi được sọc màu thế bà cứ sọc lòng sống cứ dương sống khán cứ dương cắt chương chương chrome mà ở xma ở bà sọc cả trái cứ dương tập hôn cứ dương trở cả sạp mà sạp sắp chạy ở đằng một tay cứ dương nghi sưu cát rú sắc quật riêng cả chẳng hỏi dương bờ cái trái sập dần tới bà bờ cái trái sập và sập hơi chụp cua ca sập cứ dương sập cùng oi nơi một lại bà dương sập oi sập bà oi sập đại sập na đại cái lại na cá cứ dương sập bìa bà oi sập sọt cá chẳng dương sập bị cơm một con dương sập bị cơm tới bà sập ở đọt cua tới bà nằm bị ở việc đá bị cua mà mà chấm cua sọt na để mình sơn cá tế cứ dương sạp tại trong trong thế mà hơi sọt chấm cua sọt quật cứ đi cá đó chẳng dương trời cá sạp bị cua mà bị cua sọt mà dương sạp tới dương sạp sạp tới rồi mưa sọt na để lại nằm cá dương sạp thèm tại tiệt bà ở sọt quát cứ riêng ruồi ở trong hơi dương sạp chào là tới vì bắt ruồi mà vì bắt ruồi ở cùng ở vì ruồi khăng pe cái này dương sạp tới vì bắt ruồi phải bọc ôn và sạp sọt cả trong thì dương sạp bị coi máu bọc ôn phải xong bọc ôn và bao trong che bà xong bọc ôn thì sẽ nào bọc ôn này chọc mưa hơi xong ăn quạt bà ăn quạt sọc quật cả chẳng hơi dùng sạp và sạp riêng du của tay sọc quật cả hơi sọc quật riêng riêng ruồn tiệt chẳng cứ dùng bị bạ sắt bị bạ cạp chẳng hơi dùng sạp sạp chào tới cứ bị bạ ruồn hơi dùng sạp ruồn hơi dùng bà dùng bơ mật tơ bà bơ cái trái mật tơ cạp bà cạp chương crom tầm bây giờ dùng sợi chỉ một lòng song bà hãy chụp búa bông ôn cát bà cứ bông ôn ở pro cát tục ở nắng bà làm bây giờ cát không ai vì troll bà bông ôn pro ca trọp cát hay cát nắng cứ tục ở nắng bà làm bây giờ cát xóa chương crom bà vì cát chương crom tới bà rồi hỏi khăn nữa dưới chăm mà sẽ mà tình tích chỉ cả sai việc chi diêm bà chi diêm cắt sẽ đang chấm não à tới cả là đặc biệt vì má cứ mưa tới vì à chẳng một ôn bà trọc cả cắt tới cái lại là đặc cả cái việc cắt chào trọc cả dương pro cả nướng hơi cần trái cơ hội tới bà hội tới sọp cho mùi nước cả đại bà hội tới rồi nâng bà bông ôn bà bông ôn mình toàn che toàn bà bông ôn pro bà mình công nhọp tới bà pro cắt mà tầm nào bông ôn tới bà hơi cần trái bông ôn cũng cần cắt đau bà cần riêng bà riêng bà chào thì tới bà đồng bày dư xu bọt bài đài cả là bọc ôn cái đau lắng phí cứ dương bị bạc bọt cò đại ấy chung phú cát ba con người cò đại lắng phí cần trái để căn cái trái đại cò đại bọc ôn khác căn cái trái người cò đại lắng chấn vì thưa ơi vì người lắng phí bạc hậu lắng phí chẳng hãy thưa ở dương cặp tới chú cá vì sợ vì ở đại mà vì cái trái trong cái trái dương người thằng phí bị phật sọ nên chẳng bị đại thì
ហើយបងប្អូនពេញចិត្តបាទវីដេអូខ្ញុំជួយចុច Subscribe ហើយនឹងចុចនឹងកណ្ដឹងហើយចុច Like មេដៃឲ្យមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំលើកក្រោយបាទហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលគាំទ្របាទគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនចូលចិត្តតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាការចែករំលែកបាទបទពិសោធន៍ពី Channel យើងខ្ញុំបាទចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទដើម្បីយល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយក្រាស់ដែលយើងចោកសក់បាទបងប្អូនជាយាមចោកសក់ឲ្យអស់បាទចោកឲ្យចូលបាទចូលឲ្យស្មើគ្នាបាទដើម្បីយើងកាត់ទៅកុំឲ្យវាស៊ីដុំដុំបាទយើងចោកបាទចោកសក់ហ្នឹងឲ្យវាស្មើនឹងធ្មេញក្រាស់បាទបាទយើងចោកមិនចូលឲ្យអស់ទេវាកាត់ទៅជួនកាលវាមានកន្លែងណាស៊ីខ្លាំងកន្លែងណាដែលវានៅសក់គឺនៅសក់បងប្អូនចោកធ្វើម៉េចឲ្យក្រាស់នឹងវាចោកឲ្យចូលសក់បាទចោកឲ្យចូលសក់ឲ្យស្មើបាទបើបងប្អូនអត់ទាន់ចេះកាន់ក្រាស់ទេបាទបងប្អូនព្យាយាមបាទព្យាយាមរៀនកាន់សក់កាន់ក្រាស់បាទឲ្យសិតសក់ដែលបងប្អូននៅចិត្តចិត្តយើងទៅបាទយើងសុំគេសាកទៅបាទដើម្បីឲ្យយើងកាន់ឲ្យស្ទាត់ដើម្បីងាយស្រួលយើងកាត់បាទឈូសបាល់គាត់គឺយើងអត់ឈូសខាងក្រោយនេះគឺយើងអត់ឈូសឡើងខ្លាំងពេកទេបាទព្រោះបាល់គាត់គឺឈូសមុខលៀកឡើងខ្លាំងពេកគឺស្អាតទេខាងក្រោយចឹងហើយយើងឈូសមុខលៀកខ្លីបានហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងពេកកាលណាឡើងខ្លាំងពេកគឺអត់ស្អាតទេទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់បាទមុខលៀកវែងទៅទម្រង់សក់ភិជ្រើនសក់ដែលសក់ក្រាស់ហើយសក់ដែលរបៀបក្បាលរៀងមូលបាទហើយចំពោះក្បាលគាត់គឺខាងក្រោមនោះឬផតអញ្ចឹងយើងឈូសមុខលៀកឥតឡើងលើខ្លាំងពេកទេកាលណាឡើងលើខ្លាំងពេកគឺវាឥតស្អាតបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងយកមុខលៀកក្រោមទៅបាទជាយាមយកមុខលៀកក្រោមវីដេអូនេះបាទមានកំហុសឆ្គងបាទសូមបងប្អូនមេត្តាតែអភិទោសចំពោះវីដេអូនេះផងដោយសារតែនេះជាការចែករំលែកបាទចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទបន្តិចបន្តួចបាទទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់ព្រមចេះបាទហើយបើបងប្អូនចេះហើយបាទมันអាចទទួលយកបានក៏ខ្ញុំអត់តូចចិត្តអីដែរបាទហើយនេះជាជាការចែករំលែកបាទចែករំលែកគ្នាបាទហើយបើបងប្អូនអាចចែករំលែកបាទជួយចែករំលែកគ្នាបាទបន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីយកទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺខ្ញុំបានចេញវីដេអូតែមួយទេបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទគឺដោយសារតែរវល់ខ្លាំងចឹងហើយខ្ញុំបានថតទេបាទគឺថតបានតែគាត់មកកាត់ហ្នឹងគឺមានពេលរៀនតនេបាទគឺខ្ញុំបានថតវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនហើយចំពោះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូថតបាទថតនឹងរបៀបកាត់ម៉ូដបាទដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនបាទម៉ូដសម័យថ្មីបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទថតសក់ម៉ូដបាទរបៀបកាត់សក់ម៉ូដឲ្យបងប្អូនជួលទាំងអស់គ្នាបាទ
sắt hàng lưới bà dương cắt hàng cơm mình thấy cứ dương sắt hàng lưới bà mưa dương sắt về chấm hiên nó bà sắt về chấm hiên xoay đam máu đồng bây giờ mưa sọt bà sọt chỗ cá dương cắt cắt dương cơm đối dương sắt máu cứ hàng lưới bị riêng về mà chẳng hỏi cà na sọt hàng lưới về cứ dương tầm rầm chào thì từ rồi nấy chim một lòng sông bà dương bà cho clay khăn về tiết hàng lưới bà dương cho clay về bà cứ vì thử ở sọt nó về ai sắp tới bia bạc bà để chẳng nhưng bà do clay khăn về thì buộc sọ quật về chấm hiền chẳng một con trong số họ quân trơn cho buồn để một ôn ban một chỗ tiệt sơn à biết ôn này mà thầy biết ô có xong mà chọc tại trăm năng bà họ quân trơn một chỗ tiệt sơn